cold wifi. Mày có biết là vì tao tham lam lắm không? Mày sẽ ăn tất cả bọn mày không? Sigum thầm. Ra đi anh em, ra đi. Ra đi, không phải sợ. Kinh tế gì? Đó, Sigum mở con bát nó thắng thôi. Sợ cái gì? Sigum có thanh tẩy các kiểu này, thấy không? Win ngay. Sigum luôn là người tạo ra những thứ đột biến, hiểu không? Nhìn đơn giản thôi. Ghê vậy. Cái này không mạnh lỗi quá. Ăn thịt con mày thằng này. Ngứa mắt vãi lồn luôn này. Thằng ngứa mà mắt xuống trời chạy mẹ rồi. Tóc biến thằng ngứa mắt địt mẹ. Thằng ngứa mắt này. Ú địt con mày. Một đám đi kìa địt. À, được, có vẻ được được một tí đấy. Còn đâu để anh xử lý được rồi. Cái đéo gì đi phải đéo được rồi. À đây nó vẫn đi vào đi phải đéo. Trời ơi. Thằng EZ nó cua quá loạn quá đi phải đi vào độc mẹ luôn. Đứng đấy là đẹp vãi luôn rồi. Đi vẫn đi ra độc. Đéo hiểu được. Cây nè, cũng mấy thằng đấy đặt tên cây nè đấy chứ. Đúng không? À, mất choáng rồi này. Xôi ôi, tốc biến sang. Đó. Cái gì cây nè mà chửi đấy kia, đéo phải cây nè này. Chửi người ta xúc vật, thoát game đi nữa. What the fuck? Giết hết đi từ Siku. Siku ghê. Siku đủ đi mẹ, đủ tư duy, đủ trình để ghê. Ghê thật. Siku ghê thật, không ghê đùa. Đi con mẹ. Mình đâu phải đi mẹ hư danh đâu nhở. Ghê phết đấy, đi được phết đấy. Mastery đâu nhỉ? Nó tìm gọi thêm là Mastery. Chết thằng kia đi để ngu đần này. Này thì đánh tao này. Này thì đánh tao này. Đánh nhầm người rồi nè. Đi có ai đánh. Ghê. Cái địt mẹ cày.
mà anh có thể cân hai mà thằng này nó chạy chạy chứ chạy em. Thằng Lee Sin này này, nó không dám đánh. Bình thường không có rừng thì có thể là em sẽ đánh hòa được với nó. Đi con mẹ cày thế nhờ. Cày gì ven thế nhờ. Tí nữa thì cày thật luôn. Mày quá mình đánh ghê. Ô thiên sư. Lại được mấy kia nữa. Rồi mình dẫn bọn nó ra. Dẫn một dẫn ngu vãi cặp luôn. Ừ, sửa trên cái này đổi lịch. Đổi lịch sửa trên này. Lỗi quá, lỗi. Lỗi mình. Sao đuổi được mấy? Không bao giờ luôn. Phi đã nộ tao cái địt con mẹ. Tao cho chúng mày biết tao mạnh như thế nào. Easy lắm, slow tất cả, win ngay, easy. Mình đánh như vậy cực kỳ teamwork. Đồng đội để hy sinh mạng sống. Má, nó đéo giết được hai thằng rồi. Địt má, hai này hồi máu vãi lồn vãi. Ôi dồi ôi. Người tư duy EQ vô cực. Ôi ôi, thua bởi cái nội tại nó. Đéo tin được. Ôi dồi ôi, chết mẹ mày đi. Còn mẹ mày hên đến đâu. Chúng mày hên đến đâu. Đó. Tao tặng mày cái giày ninja đấy. Mẹ mày biết tao lên đồ công thủ tàn diện đâu.
đánh mất máu hộ cái. Tao đã đề phòng cái tình huống này từ địt con mẹ mày level 1 luôn rồi. Tục lúc vào trận mẹ luôn rồi. Là hướng lên đồ của tao ạ. Nó sẽ địt con mẹ mày để chiến đấu với hai thằng mày hiểu không? Còn ba thằng dễ rách còn lại một cái giày ninja đủ. Địt con mẹ, mình vừa làm gì ấy? Con đang mình vừa làm gì ạ? Gì ấy? Chết kìa em, bắn anh cái gì? Sao em ngu vậy? Biết anh mạnh đến cỡ nào không? Anh là kẻ vô địch thiên hạ mẹ luôn rồi. End game. Chấp hài đứa xin hài cày đấy nhở? It what the hell? Thôi đi mẹ cuộc đời đem nó coi như xong rồi em ơi. Ok em chấm dứt chấm hết đi mẹ. Đi mẹ thầy chứ cứ đúng trong trụ rồi. Bỏ người phết. Thằng này đi bảo tường à? À hóa ra có bạn thằng nào ảo tưởng hay quá. Mãi mới kéo chúng được phát. Lại có thêm quả chuột chập đéo ta. Tốt địt mẹ lần này thì mẹ biết đánh. Đó, chỉ cần thế thôi là được rồi. Đấy, còn anh xử tất thôi. Tiếp tục làm thế đi, tiếp tục làm thế đi. Tiếp tục làm như thế đi, đúng rồi. Ra đó lại, đấy. Có biết thế thôi, đơn giản vậy luôn. Giờ nó tele kìa, nó tele đằng sau mày kìa. Em ơi. Làm cách nào đây? Đi thẳng lên trên. Phá trụ đi. Cứu bé. Này vui tính thật. Ủa ơi, anh ấy cứu bé. Xem được cái luận gì nào. Chắc chỉ vàng. Vàng 3. Ơ thế còn lag à? Ngày hôm nay chưa cập nhật đúng không? Cập nhật gì? Ơ cập nhật rồi. Sao cái trận hỗ trợ của anh đâu? Ừ nè. để em ra lịch sử của em nhé. Điều vãi lồn. Ơ trận lịch sử của em cũng không có luôn. Trận hỗ trợ không có.